quản lý đăng trường bị tố lật show tại Cần Thơ vì không được thêm ca sĩ Trung Quang. Mới đây, giám đốc một công ty ở Cần Thơ bức xúc lên tiếng về cách làm việc và phát ngôn của Bầu Tuấn, quản lý ca sĩ đăng trường và ca sĩ Trung Quang. Theo đó, người này bày tỏ, định 22 giờ mới boss mà không đợi được lâu hơn mọi người ạ. Đồng nghiệp ở miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh coi những tin nhắn này mà tránh xa nhé. Chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ đăng, đã có nhiều đồng nghiệp nhắn tin cho tôi, nói gặp trường hợp tương tự vậy rồi. Tôi xin nhấn mạnh, cách đây 2 năm, Bầu Tuấn cùng ép bên tôi uống bia khuyến mãi mồi kiểu này. Bên tôi đã từ chối hợp tác, nhưng tưởng 2 năm sẽ có thay đổi nên tôi gọi show lại, không ngờ bệnh nặng hơn. Theo đó, vị giám đốc này khẳng định Bầu Tuấn có nhắn tin xin cho Trung Quang hát chung với Đan Trường, nhưng khi bị từ chối thì hủy luôn show diễn năm mới 2021 này. Ngay lập tức, quản lý của ca sĩ Đan Trường đã đăng dòng trạng thái dài để làm rõ, cho biết vì không đi được đến thỏa thuận phù hợp, cũng chưa ký hợp đồng hay được ứng tiền gì cả. Và việc này báo trước cả tháng nên phía công ty kia sẽ có thời gian mời ca sĩ khác. Hiện sự việc nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nguyên văn chia sẻ của Bầu Tuấn trên Facebook như sau. Chào khán giả, anh Tuấn vừa nghe các fan của Đan Trường nói có một công ty nào đó lên tiếng về việc anh Tuấn không nhận lời cho Đan Trường hát tại giao thừa ở Cần Thơ. Định không nói rồi vì sự việc không đáng lên tiếng nhưng các fan thúc quá đành phải nói qua vậy. Việc hát giao thừa là một sự hy sinh tình cảm của người nghệ sĩ. Vì ai cũng có gia đình, ai cũng muốn có mái ấm gia đình trong giờ phút thiêng liêng ấy. Nhưng ca sĩ lại vì khán giả của mình mà đi phục vụ, với tiền lương lại ít hơn nhiều so với diễn ngày thường. Vì vậy, thông thường anh Tuấn phải nhận cho ca sĩ của mình được 2 show, để có chi phí cho diễn viên múa và nhân viên đi diễn ngày cuối năm. Lương diễn thì thấp hơn ngày thường mà lương nhân viên đi phục vụ lại tăng gấp đôi. Do vậy, khi nhận show, anh phải cân nhắc ưu tiên cho những nơi nào tiện đường giao thông cho cả 2 show và mời được 2 ca sĩ. Thống nhất cả 2 show rồi mới tiến hành làm hợp đồng và chuyển khoản. Anh Tuấn làm việc và là người quản lý gần 25 năm chưa ai lên tiếng than phiền về cùng cách làm việc và mức độ chuyên nghiệp của mình. Về ca sĩ Trung Quang có show riêng của cậu ấy. Nhưng tháng đang trường đi Mỹ hay gần đây vào cách ly khi về Việt Nam, Trung Quang cũng đã có nhiều show hát một mình như các show event tại Vinh, Cần Thơ, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, v.v. Sở dĩ nhiều chương trình, anh Tuấn giới thiệu Trung Quang hát cùng đang trường. Vì lẽ, thay vì ban tổ chức phải mời một ca sĩ trẻ khác thì ưu tiên mời luôn ca sĩ công ty. Việc này sẽ tiết kiệm chi phí nhân viên, xe cộ, dẫn đến giá thành sẽ giảm và mình sẽ lấy giá vừa phải cho khách hàng. Một số trường hợp hai ca sĩ hát riêng lẻ nhưng cũng có các trường hợp phải hát chung. Như những ngày qua, có nhiều show chỉ có Đan Trường hát một mình hay có chương trình chỉ mời một mình Trung Quang. Quản lý ca sĩ Đan Trường còn nói thêm. Về công ty gì đó ở Cần Thơ thì thú thật, anh chưa hề biết tên công ty hay giám đốc là ai và chưa hề nói chuyện hay cộng tác. Cách đây 4 năm, Tết 2017, Đan Trường có hát giao thừa tại Cần Thơ và người mời tự xưng là VTV Cần Thơ. Cô bé đó đều nhắn tin mời nhưng không thỏa thuận được thời gian biểu diễn. Cũng như anh Tuấn đã nhận lời hát tại tỉnh khác, nên gần 4 năm nay anh không nhận hát giao thừa tại Cần Thơ. Đến ngày 16 tháng 1 năm 2021, sau khi anh Tuấn từ chối cho Đan Trường hát show giao thừa Cần Thơ vì không sắp xếp được giờ diễn cho Đan Trường, Trung Quang gần nhau, thì có một người tự xưng là Sen, giám đốc công ty THTCT, nói lại sự việc và có những lời lẽ không đẹp và hăm dọa anh. Lẽ ra, nếu một người hiểu chuyện mà đúng là giám đốc một công ty sự kiện thì phải liên lạc đàm phán và tìm hướng giải quyết tốt nhất cho cả hai bên. Nhưng cô ấy đã tự chặt đường lui của cả hai bên, dù rằng anh chưa hề ký hợp đồng biểu diễn với bất kỳ một cá nhân hay công ty THT trong dịp giao thừa này. Những thỏa thuận qua điện thoại hay tin nhắn chỉ là bước đầu để tiến tới làm hợp đồng giữa hai bên. Nhất là, đây là chương trình lớn của thành phố thì phải có hợp đồng ký giữa hai công ty, chứ không thể dựa vào tin nhắn để xem như hợp đồng. Vì giữa công ty ở Cần Thơ đó, đã 3 đến 4 năm nay, anh Tuấn không có làm việc và không biết pháp nhân của đơn vị mời là ai, thì làm sao dám tin tưởng qua những tin nhắn của một cá nhân. Mặt khác, theo quy định của nhà nước, tất cả những khoản tiền trên 20 triệu đều phải có hợp đồng, chứng từ và chuyển khoản. Thực sự với những công ty có hợp tác lâu dài và uy tín, cũng như mình biết rõ về đơn vị mời như Trung tâm Nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh hay công ty Ngôi Sao Trẻ, hoặc công ty của nghệ sĩ Hiền Phương đã mời Đan Trường, Trung Quang đi biểu diễn hàng mấy chục chương trình, kể cả giao thừa tại Cần Thơ và bên anh Tuấn chưa hề đòi hỏi tiền lương của ca sĩ là bao nhiêu. Chỉ đến khi hát mới biết giá tiền và rất tôn trọng nhau, cũng như phối hợp giải quyết những lần thay đổi hay khó khăn của cả hai bên. Đó là sự tin tưởng với những đối tác làm ăn uy tín, đàng hoàng. Qua sự việc trên, anh Tuấn cũng sẽ rút kinh nghiệm cho mình, phải tìm hiểu kỹ đối tác cũng như giải thích rõ các yêu cầu của bên mình và phải có hợp đồng, chuyển khoản thì mới có giá trị thỏa thuận biểu diễn. Đó là sự chuyên nghiệp, là niềm tin trong cuộc sống. Đây là lần đầu cũng như lần cuối anh Tuấn giải thích về việc show diễn ở Cần Thơ. Xin lỗi đã làm mất thời gian của các bạn.
Được biết, Bầu Sô Hùng và Đan Trường 25 năm qua luôn giữ mối quan hệ thân thiết, không chỉ công việc mà còn ở ngoài đời.